Nhà gái ông Phạm Văn Thắng và bà Lê Thị Thoa. Lời chúc sức khỏe và lời chào thân ái nhất xin kính chào. Dừng lời nói thứ hai, lần nữa tôi cũng thay mặt cho chủ hôn nhà trai, ông nhà gái, ông bà chủ hôn nhà gái đã cho phép nhà trai chúng tôi nhập gia làm lễ gia tiên trong ngày lễ thành hôn hôm nay. Hai người cùng đi. Rồi con ý thì mình mời anh đại diện bên nhà gái đi. Ông đại diện uống chung cái đi. Rồi, giờ đứng xin lên, đứng xin lên trên đây. Tôi mời ông bà chú hôn nhà gái. Ông cậu đâu? Ông cậu bà cô ơi. Bà chú hôn nhà gái cho nhập gia và lấy gấp dâu đây mới quan trọng. Bà chú hôn nhà gái đã có hai mình nhập gia cho nhà trai chúng tôi. Xin phép người cúi đầu cảm ơn. Bên đây thì nhà trai cũng muốn đáp lễ cho nhà gái nha. Cũng đi cái bài. Chú gái nhìn lại cái chú gái. Cũng là vinh dự cho gia đình là chúc phúc trai họ. Tôi xin một tràng pháo tay chào đón đại diện hay không gia đâu. Dân và sau cùng xin phép ông bà chú hôn nhà gái cho nhà trai chúng tôi tiến hành nghi thức nghi lễ. Trước khi tiến hành nghi thức nghi lễ cho phép nhà trai chúng tôi được dán đôi liễn nghinh hôn. Kính thưa tất cả lữ tộc, thời gian dán liễn tới dán liễn chúng ta vẫn tiến hành nghi thức nghi lễ theo thời gian được quy định. Xin phép ông bà chú hôn nhà gái cho tôi xin bốn cây nhang chú rể thỉnh hương ông bà chứng kiến buổi lễ hôm nay. Đây nè con ơi. Cung thỉnh cửu quyền thất tổ liệt tổ liệt tông đội ngoại. Hôm nay là 11 tháng 7 năm 2019, tức là mùng 9 tháng 6 năm Kỷ Hợi mà hai gia đình đã liên hôn thành đại lễ, khiến ông bà sao sinh tỉnh lễ thành hôn. Vậy cung thỉnh cửu quyền thất tổ đội ngoại chúc giám cho hai kẻ được trong năm hạnh phúc, loan phục hòa minh, sắc cầm hảo hiệp. Vô cùng cởi ơn cửu quyền, tân lang kính cửu quyền tứ lễ, nhất lễ, nhị lễ, tam lễ, tứ lễ, chú rể đơn hương. Mời bên hai bên. Rồi được rồi, ảnh vô. Kính thưa lữ tộc, vừa rồi tân lang là thỉnh hương ông bà chứng kiến buổi lễ hôm nay. Thì lại một lần nữa tôi cũng thay mặt cho chủ hôn nhà trai trân trọng được thông báo. Sau khi được sự thỏa thuận thống nhất, đã chọn ra tháng tốt ngày lành về thời tiết để tiến hành buổi lễ thành hôn hôm nay. Thì dễ đến với buổi lễ hôm nay, nhà trai chúng tôi đưa sang nhà gái gồm tất cả 8 mâm lễ vật. Trong 8 mâm lễ vật gồm có chầu cau, đèn liễn, trà rượu, bánh bứt và trái cây. Đó là 8 mâm trước chúng ta kiến ông bà sau sinh thỉnh lễ thành hôn. Song song bên đó, về mặt nữ trang hôm nay nhà trai bổ sung cho sinh lễ nàng dâu gồm có một sợi dây chuyền, một chiếc lắc và cặp nhẫn trao nhau và số tiền bao lì xì để cô dâu tự mua sắm mì gục. Đó là tất cả những gì sinh lễ nàng dâu hôm nay nhà trai chúng tôi trao trả lại cho bên nhà gái cho cô dâu được đầy đủ. Như vậy thì trước khi chúng ta làm lễ, xin mời đại diện chủ hôn nhà gái dỡ tất cả những mâm lễ vật chùm mâm chầu, đừng dỡ chúng ta kiến ông bà. Giờ mời đại diện chú hội nhà trai và nhà gái, ông chú gái đứng trước đi để cho thân tộc họ bên trai sẽ dâng quà vật lễ vật cho thân tộc con gái. Rồi, xin mời đại diện thân tộc con gái. Rồi, cô Hồng Anh chia đưa cành trà lên luôn. Rồi, chụp cái rồi. Sáng bà chú. Dán cái chân. Dân lễ kiến lễ vật trong bà đã xong. Xin mời chú hôn nhà gái tá ông bà bốn lễ xin phép giờ tất cả lễ vật trần trong nhất lễ, nhị lễ, tam lễ, tứ lễ. Rồi cho dời tất cả 6 mâm để dành cho trong hai mâm này chúng ta làm lễ cho cô dâu chú rể. Cái lễ cho hai cháu thì cũng có 3 bước chuẩn bị. Một đó là nghi lễ, hai là sánh lễ, còn bón luôn bánh trái lượng trà thì đã thành nghi lễ, đó là xong.
thì tiếp đó cũng xin mời cô dâu xin bước ra.